Tôi là đạo diễn cho cái MV lần này của YouTube. Tôi là đạo diễn, quay phim, edit cho chị Trúc cho cái MV lần này. Và bài chạy nó rất là hay, nó rất là tuyệt vời luôn. Cả chị Trúc và tôi và tất cả mọi người trong cái ngôi nhà nhỏ của tôi đều rất là tâm đắc với bài này. Và tôi mong mọi người sẽ ủng hộ chị Trúc nha. Cảm ơn anh Hạ, cảm ơn anh Thiện, cảm ơn chị Chốt và cảm ơn chú bảo vệ. Nói chung là hôm nay quay cũng khá là ok. Tôi mong là tất cả mọi thứ sẽ diễn ra thật là thuận lợi. Bye bye.